Vườn mình đang có các loại cây, mọi người quan tâm đến cây gì báo mình nhá. Đây là na Đài Loan này. Na Đài Loan bầu nuôi, cây đã ra mầm nách già và dài đẹp rồi này. Mọi người cần cây gì báo mình nhá, cây đang kín vườn. Đây có me Thái này. Me Thái, quất ngọt này. Dâu da này. Đây là na Đài Loan này. Mọi người cần cây gì báo nhá. Đây là cóc này. Cóc Thái này, số lượng lớn. Đây là cau này. Đây là roi này. Roi đỏ hay còn gọi là mận đỏ An Phước này. Mọi người cần cây gì báo mình nhá. Đây là xoài tím này. Xoài tím. Xoài Thái này. Đây là dừa này. Dừa đang sẵn số lượng lớn này. Mọi người quan tâm đến cây gì báo mình nhé. Đây là bú sữa này. Bú sữa đây. Mọi người quan tâm đến cây báo mình nhé, đảm bảo giá rẻ nhất và tốt nhất luôn. Roi này. Roi về rất là nhiều. Xoài Đài Loan nhé. Xoài Đài Loan bầu sơ dừa giá 1x thôi. Giá xỉ 1x, cây to đẹp, gốc rất là to, gốc 2 phân, 3 phân. Gốc rất là to này. Gốc rất là to nhé. Mọi người quan tâm báo mình nha. Mọi người cần cây gì liên hệ mình tham khảo nhé. Cần cây gì mình quay video chụp hình cho mọi người xem. Xoài này, bên trong kia là bưởi da xanh kép và bưởi da xanh chiết này. Ổi du bi này. Mọi người cần cây gì báo mình nhá. Mình bên mình đang ấy đơn cho khách đây. Để khách tí nữa về vườn bốc ấy. Khách nào cứ báo đơn để bên mình chuẩn bị trước nhá. Xong rồi là về vườn mọi người sẽ bốc luôn. Mít bên mình đang có rất là nhiều. Bên mình đang xếp mít ở hai vườn. Số lượng thì tầm khoảng 3 vạn mít. Đây là mít Indo này. Mít Indo gốc to. Đây có ổi nữ hoàng này. Ổi nữ hoàng vườn mình đang có 5.000 cây. Mọi người quan tâm đến ổi nữ hoàng báo mình nhé. Đây là ổi lê Đài Loan này. Ổi lê Đài Loan cây cao và đẹp luôn. Ổi lê Đài Loan mình cũng đang có sẵn tại vườn là 5.000 cây. Mọi người cần báo mình nhé.